mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm rước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Mẹ cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ chất cao như núi, không bao giờ trả xong. Vậy mà có lúc, chúng con lại vô tâm mãi đi tìm niềm vui, bôn ba cho tiếng gọi của lợi danh, bỏ quên hai đấng sinh thành. Thật là đáng tội, đâu có biết nơi quê nhà cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, chị vẫn mong, các con các cháu về sum họp đông đủ. Nhân ngày rằm tháng Tết, tìm lại những ngày tháng êm đềm âu yếm trong vòng tay che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha, vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha mới sẵn sàng dang rộng tấm lòng tình thương để cứu giúp cho các con. Cha mẹ luôn sống bên nhau trọn đời vì các con. Cha mẹ là người tạo niềm tin nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử, phụ tử mới bao la thiết tha làm sao để thấu hiểu được công lao to lớn đó. Mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ.
đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt, là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng. Chính vì đó mà đã từ lâu đời, cứ mỗi độ xuân về, cha mẹ lại thêm một tuổi. Cây có gốc ơi nở ngành xa những ngọn nước mà có mùa, về cả sông lá sâu cầm tu đức
mưa sáng cùng phố chủ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta. Dòng xưa mẹ không cha ai từng truyền gặp bên người nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn đi lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày trong
biết người hiền hiền thiết thư nhang thấm huyền mà tại sao để tăng thêm hương vị thật hạnh phúc, thật ấm áp trong buổi trong ngày lễ dỗ tổ cũng như buổi lễ cùng đường đường thọ hai cụ. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tất cả quý vị cùng toàn thể các bạn, chúng ta hãy cùng hướng đến trên sân khấu và chúng ta cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ Kim Oanh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời. Vì thương yêu và tha thiết nhất, quê hương là nơi đã gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, là nơi có tình yêu thương của cha của mẹ, nơi có tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau lúc tắt lửa tối đèn. Và ngay sau đây để chúc mừng cho ngày dỗ tổ hôm nay, Kiều Anh xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với tất cả những tình cảm thân thương nhất qua một làn điệu hát văn với tựa đề Tình Quê. Và xin được kính chúc tất cả quý vị một đầu xuân năm mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng.
Mời tất cả quý vị và tất cả bạn chúng ta đón nghe một đàn điệu chầu cổ. Bài hát được mang tên Chuyến đò quê hương. Ca khúc này do ca sĩ Anh Hồng sẽ gửi tới toàn thể quý vị và tất cả quý vị chúng ta cùng được. Thank you.
Con nội ngoại dòng tộc Đào Văn, cứ mỗi độ khi Tết đến xuân về, để làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn,
dòng họ Đào Văn, thôn Xuân Lai, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức buổi lễ giỗ tổ. Vào ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, chúng tôi, những người làm chương trình, nhân dịp đầu xuân mới, xin kính chúc toàn thể họ tộc chúng ta một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng kính mời ông Đào Văn Báu thay mặt Hội đồng Gia tộc nên báo cáo thông qua chương trình buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể anh chị em, con cháu trong dòng họ, cho phép tôi thay mặt Hội đồng Dân tộc xin gửi lời tới chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em, con cháu trong dòng họ sang năm mới sức khỏe mới, thành đạt, bình an, an khang và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em, con cháu trong họ, hòa chung với niềm vui của cả dân tộc trong không khí đón Tết, mừng xuân, chào năm mới. Hôm nay rằm tháng Giêng là ngày Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày giỗ tổ thường niên của họ Đào chúng ta. Hậu duệ nam nữ tử tôn, con cháu lại tề tiểu, đông vui lơi từ đường, để thành kính dâng lên nén tâm hương tỏ lòng tri ân công đức cao dày của tiên tổ, các chư linh, chư chân linh, cụ kỵ, ông bà, cha mẹ, anh chị em đồng danh đồng hiểu, cậu bé đỏ, cô bé đỏ, cốt ổn, hồn siêu thoát nơi chín suối, gia hộ độ trì cho hậu duệ con cháu được mạnh khỏe, thành đạt trên mọi lĩnh vực, gia đình bình an hạnh phúc, để con cháu có điều kiện học hành thi cử đỗ đạt, cống hiến nhân lực, trí lực và vật lực, vun đắp xây dựng dòng họ ta ngày càng đoàn kết phát triển, làm tiền đề tạo thế và lực cho con cháu làm trọn đạo trong việc hương nhang phụng thờ tổ tiên. Đây cũng là nét đẹp truyền thống cổ truyền theo đạo mẫu của dân tộc ta. Do vậy, có câu lưu truyền rằng cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, dòng họ chúng ta có nhiều nhân tố gương mẫu tích cực cống hiến nhân lực, vật lực, trí lực chăm lo việc họ trên mọi lĩnh vực. Đây là những hạt giống đỏ dòng họ chúng ta ghi nhận. Thay mặt Hội đồng Gia tộc, tôi xin thông qua nội dung chương trình buổi lễ. Một là tổ chức lễ mừng thọ, lễ mừng thượng thọ cho ông bà, ông thưởng. Hai là chúng ta họ chúng ta sinh hoạt, kiểm điểm công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ba, công bố danh sách biểu dương các cháu học sinh sinh viên có thành tích học tập trong niên khóa 2017-2018. 4 là phát động thi đua của dòng họ. 5 là chúng ta thực hiện nghi lễ tế tổ. Tôi vừa thông qua nội dung chương trình buổi lễ hôm nay. Xin chúng ta tiếp tục tôi nhường lại cho MC dẫn chương trình để làm phần nghi lễ của mừng lễ chúc họ. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con, cô bác nội ngoại dòng họ Đào Văn, tất cả chúng ta vừa rồi đã được đón nghe nội dung chương trình ngày hôm nay do ông Đào Văn Báu thay mặt Hội đồng Gia tộc đã nên báo cáo về tất cả nội dung chương trình ngày hôm nay. Và giờ đây để tiếp cho buổi lễ ngày hôm nay, đó là buổi lễ chúc mừng thượng thượng thọ hai cụ trong dòng tộc chúng ta. Thay mặt cho con cháu trong dòng họ, chúng cháu xin trân trọng kính mời hai cụ hãy trở ra phía bên ngoài để tất cả mọi người cùng chúc mừng buổi lễ thượng thượng thọ. Xin trân trọng kính mời hai cụ.
Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con dòng họ Đào Văn, cứ hàng năm để tưởng nhớ công ơn của tổ tiên ông, dòng họ Đào Văn long trọng tổ chức buổi lễ giỗ tổ để cảm ơn các bậc sinh thành. Và cũng trong hòa chung với không khí ngày hôm nay, dòng họ long trọng tổ chức buổi lễ mừng thượng thượng thọ hai cụ. Toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng đồng hành với những cái làm chương trình chúng tôi, và tất cả chúng ta hãy cùng đổ lên một tràng pháo tay thật đông nhiên để chúng ta cùng chúc họ hai cụ. Xin chân thành cảm ơn. Và thay mặt cho những người làm chương trình, xin trân trọng kính mời cụ Đào Văn Thịnh, tiên chỉ dòng họ chủ tịch hội đồng gia tộc dòng họ Đào Văn, nên trao bức chứng hai cụ. Xin trân trọng kính mời. Tất cả dòng họ chúng ta một lần nữa hãy nổi lên một tràng vỗ tay. Xin trân trọng cảm ơn. Và thay mặt cho dòng tộc Đào Văn cùng toàn thể con cháu nội ngoại, chúng cháu xin kính chúc hai cụ luôn luôn sống mạnh khỏe, trường thọ cùng với con cháu và dòng tộc. Tiếp theo buổi lễ mừng thượng thượng thọ, chúng tôi xin trân trọng kính mời gia đình cháu Hoa, con Lãng Hoa lên trao chúc mừng thượng thượng thọ ông bà. Xin trân trọng kính mời. Nhân năm mới hôm nay xuân thật là xuân và vui thật là vui. Họ có một cặp đôi hoàn hảo được tổ chức mừng thượng thọ đại thọ. Tôi xin thay mặt cho anh em trong họ phát biểu vài lời cảm tưởng. Trước nhất thì chúc hai cụ thượng thọ luôn luôn vui tươi khỏe mạnh, chúc cả họ ta đoàn kết thống nhất, vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc và gia đình an khang thịnh vượng. Kính thưa các cụ các ông các bà, gọi là phát biểu cảm tưởng, nói về thưởng ấy thì tôi muốn nói như này, thì nếu mà tóm tắt thành tích thì nó cũng rất dài, nhưng tôi chỉ muốn nói một cái ý này, nói thành tích của hai cụ hôm nay là từ khi ta tu sửa và xây dựng lại cái nhà tử đường mồ mả gia tiên tổ tiên, thì phải nói là đóng góp của hai cụ là và gia đình là rất lớn. Thế và cách đây mấy năm tôi đã nói cụ thưởng như này, cụ trong đời nhà Trần ấy, có Trần Thủ Độ là chú vua và là thái sư Trần Thủ Độ, là người cố vấn và là cái rừng cột của họ nhà Trần. Như trong họ Đào thì có cụ trưởng và gia đình cũng là cái rừng cột để xây dựng, trước nhất là tổ chức này, là xây dựng
và chỉ đạo để làm họ được phát triển hôm nay. Thì đấy là thành tích. Thế còn ta hiểu nó rộng ra và nó chi tiết thì chắc các cụ trong họ đã biết rồi. Hôm nay có tóm tắt cái tiểu sử ấy, nó dài lắm. Thế nhân dịp chúc thọ hôm nay, tôi sáng gặp cụ trưởng tôi có nói này, thôi năm nay tôi tặng cụ 4 câu thơ. Tôi thì không biết ngâm nhưng đại loại là đọc lại như sau để họ ta cùng nghe. Ở tuổi 90 vẫn chưa già, còn lo việc nước giữ tình nhà, suốt đời phấn đấu đi theo đảng, tỏa mắt cho đời cổ thụ đã. Bây giờ chương trình rồi, cuối cùng xin chúc thọ hai cụ luôn luôn mạnh khỏe, lại có một cái cuộc tụ thọ tiếp theo thượng thượng thọ của họ ta. Chúc mọi người đoàn kết vui vẻ hạnh phúc và gia đình an khang. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Trong buổi lễ mừng thượng thượng thọ. Và tiếp theo buổi lễ ngày hôm nay, mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng đón nghe những tiết mục văn nghệ để chúc thọ hai cụ, cũng như để gửi tới buổi lễ trong ngày giỗ tổ ngày hôm nay. Mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một song ca và liên khúc chèo, bài hát được mang tên Duyên Phận Phải Chiều. Ca khúc này do Ngọc Ánh và Minh Hồng sẽ gửi tới toàn thể quý vị, cũng như chúc họ hai cụ. Tơ hồng vẫn biết chỉ điều sẽ xanh, cầm tay sau mặt dần dần, chỉ thề ước biết đạo hồng
Yeah.
làm sao bao đáp biến trời hình cha con cha như núi cao vời làm sao bao đáp biến trời tình cha. Nghệ mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nghe một ca khúc bài hát được mang tên Quê Hương. Quê hương
bà thưởng thưởng cho một vài năm nữa ngành nữa để cho ta như thế này. Họ ta có nhiều các cụ chống trường họ. Cụ thưởng là một kiểu mẫu của chồng họ ta. Hôm nay đại diện cho hội đồng gia tộc kính chúc ông bà thưởng mãi mãi trường họ. Kính mời cụ Đào Văn Thường lên phát biểu cảm ơn, xin trân trọng kính mời cụ. Thưa hội đồng gia tộc, thưa toàn thể các em, các cháu trong dòng tộc họ Đào nhà ta, hôm nay tôi xin phép được thay mặt cho gia đình và cũng xin báo cáo với họ, nhất là vợ chồng tôi năm nay là đến cái tuổi tổ chức cộng đồng. Tôi là Đào Văn Thưởng, vợ tôi là Nguyễn Thị An, đời hậu vệ tôn đời thứ bảy của nhà Từ Đường họ Đào. Tôi sinh ra và lớn lên ra đi theo cách mạng cho đến nay đã được đến tuổi 99 năm và vợ tôi là 60 tuổi. Tôi thấy rằng là cái sự được nhờ ân đức của tổ tiên của dòng tộc họ Đào và cái sự che chở của tổ tiên, cho nên cả một cái cuộc sống là một cái chuỗi thời gian rất dài, có rất nhiều cái việc là nó đến nhưng mà đều được cái sự che chở của tổ tiên, cho nên cái điều lành nó ở lại, điều dữ nó qua đi. Cho nên chúng tôi là cái người đã ra đi theo cách mạng ở xa quê hương nhưng mà luôn luôn hướng về với tổ tiên, được tổ tiên che chở, đó là nhờ ơn đức của tổ tiên. Cho nên gia đình nhà tôi cũng như là các gia đình khác trong họ Đào nhà ta vẫn bình an mạnh khỏe cho đến nay. Chúng tôi rất nể mà hôm nay tôi lên đây thay mặt cho gia đình phát biểu cảm tưởng. Tôi thấy có một cái điều tôi không biết rằng dùng cái từ gì để tả hết được. Đây là một cái sự chăm sóc và quý mến của trong dòng tộc họ Đào đối với tôi và vợ tôi và đối với gia đình nhà tôi. Tôi cũng biết rằng tôi nghĩ rằng cái dùng được cái từ gì mà tả được hết. Tôi rất là cảm ơn một ca sĩ vừa rồi hát một cái bài quê hương là chủ thế ngọt. Tôi cũng định là nói đến cái chuyện này là quê hương chỉ có một là thôi, nhưng mà tôi rất cảm ơn ca sĩ đã hát được cái bài ấy. Mà trong cái lúc ca sĩ hát cái bài ấy, tôi thấy rất là cảm động và rất là thiết tha. Tôi nghĩ như cái buổi hôm nay thì tôi nghĩ rằng là không biết lấy cái gì mà đền ơn, mà dùng cái từ gì cho nó trả ơn trong gia tộc nhà mình mà đùm bọc với mình như thế cả. Thế thì bây giờ tôi xin thay mặt cho gia đình chỉ biết cảm ơn. Trước tiên là cảm ơn và chúc sức khỏe các cô cao tuổi trong họ nhà ta và cao hơn các bà, rồi các em, các cháu trong dòng tộc họ nhà ta. Người người mạnh khỏe, nhà nhà mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và các cháu học giỏi. Hôm nay thì cũng là nhân cái dịp là cái ngày kỷ niệm ngày truyền thống của dòng tộc họ Đào nhà ta là 10 năm tháng giêng. Thì đến chính chúng tôi đến cái tuổi như thế có sửa một cái nế mòn mà về thắp hương tổ tiên, cầu mong tổ tiên là chứng giám cái lòng thành kính của con cháu đi xa và vẫn luôn luôn hướng về cội nguồn. Nên xin chân thành và xin rất là cảm ơn các cụ, không biết nói những điều gì hơn hết để cho tôi tả được hết cái sự đùm bọc của các con không mà. Nhưng mà lễ mòn hôm nay thì cũng là một cái lễ nhỏ thôi, nhưng mà chúng tôi cũng có một cái thêm một chút tiền 10 triệu đồng và công đức và trong họ để thêm vào cái quý của họ để làm cho cái quý của họ lần này phát triển lên. Nhưng mà hôm nay tôi xin thay mặt cho gia đình kính mời tất cả các cô, con, các bà và các em, các cháu trong họ cùng với gia đình tôi sẽ hưởng cái lộc của tổ tiên hôm nay và chồng tôi chúc thọ thường thọ ở trong gia tộc. Xin cảm ơn hết. Tôi đã được sống trong một cung bậc, một cảm xúc rất đặc biệt ngày hôm nay để cảm ơn dòng tộc cũng như toàn thể con cháu tổ chức buổi chúc thượng thọ
cụ Đào Văn Thưởng đã có những lời phát biểu mặc dù rất mộc mạc nhưng rất sâu thẳm. Và một lần nữa thay mặt cho dòng tộc cùng toàn thể con cháu Hoàng Nội Ngoại, chúng cháu xin kính chúc hai cụ luôn sống mạnh khỏe cùng với con cháu và dòng tộc. Để trong giờ phút linh thiêng này, hội đồng dân tộc cùng toàn thể hậu vệ con cháu nam nữ tử tôi kính dâng thành kính lên tổ của kính mời tất cả các thành viên trong họ ở ngoài khuôn viên ra các tiền để chúng ta thực hiện nghi lễ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tuế Thứ Kỷ Hợi Liên Sơ Chính Nguyệt Thập Ngũ Nhật Hải Phòng Thành Tiên Mã Nguyệt Bạch Đằng Xã Xuân Nai Thôn Hồ Lăng Nại Đào Tộc Trưởng Tộc Hậu Duệ Tôn Đào Văn Khẩn Dòng Tộc Các Chi Các Phái Thượng Hạ Đẳng Cần Di Phù Lang Thanh Trước Kim Ngân Hương Đăng Hoa Quả Thứ Tu Tịnh Soạn Đẳng Phẩm Lễ Vật Kính Tiến Cảm Chiêu Cốc Vũ Nhất Bái Tổ Cảo Đào Văn Mỗ Tổ Tỷ Phạm Thị Trư Cao Tặng Tổ Cảo Đào Văn Vui Cao Tặng Tổ Tỷ Phạm Thị Từ Cao Tặng Tổ Cảo Đào Văn Quân Cao Tặng Tổ Tỷ Hiện Tổ Cảo Đào Văn Ti Hiện Tổ Tỷ Hiện Tổ Cảo Đào Văn Long Hiện Tổ Tỷ Phạm Thị Huyên Hiện Tổ Cảo Đào Văn Khiêm Hiện Tổ Cảo Đào Văn Tráng Hiện Tổ Tỷ Hiện Tổ Cảo Đào Văn Dân Hiện Tổ Tỷ Phạm Thị Đậu Vị tiền biết thời ly chính nguyện tiết thuộc xuân thiên kính lễ giã cúi nghĩ rằng mừng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ đức tổ tông muôn thủa sáng ngời ngừng trong phúc ấm nối đời khấn thần thần tại ngự lơi từ đường để con cháu lửa hương phụng sự nghìn năm sau xuân tự thu thường băn khoăn tự chi lơi thờ cúng lay cháu con sửa sang kính mời thiết lễ triệu linh an vị nước thần thông tẩy uế khai quang mừng ngày xuân hạ thu đông vui ơn trời đất cao dày trở che ơn tổ tông phù hộ độ trì ơn đức phật từ bi ơn nhờ thánh chúa thần kỳ chứng minh xoay cây vững cội vững cành xanh lá nước trong nguồn bề cả sông sâu chữ trung chữ hiếu làm đầu làm ai không tâm niệm vì đâu có mình nhờ tổ tông anh linh phù hộ dìu con cháu yên tiến bộ trưởng thành trẻ già trai gái yên lành họ hàng thịnh vượng gia đình thêm xuân buổi sơ khai một ngôi thủy tổ đời nối đời chia hộ chia chi cây cao bóng cả xung xuê lá rơi về cội cội người về tổ tông lâm sau lối dòng mãi mãi ai trồng cây ta hái ai trồng cây ta hái quả ngon vậy lên dạy cháu khuyên con vui bề tổ chạy giữ trọn gia thanh trong gia đình trên bình dưới thuận trong họ hàng giữ trọn gia thanh trong gia đình trên bình dưới thuận trong họ hàng bách nhận thái hoàng xuân về thắm trổ muôn hoa lon sông gặp hội ơn ca thái bình nay buổi lễ kính thành bãi tạ kính cung thỉnh chư tiên linh nội ngoại tiên tổ cao tăng tổ khảo cao tăng tổ tỷ phụng thương cung thỉnh các chi các phái bá thúc huynh đệ vô di tỷ muội hữu danh vô hiệu hữu danh vô vị hữu vị vô danh linh thần thừa hưởng hai vai tuy tuần hương đơn sơ lễ nhỏ
chiêm lượng trên thấu tổ lượng tình, nguyện cầu tứ phủ vạn linh thập phương tam bảo chứng minh hộ trì, cầu cho thiên tổ tiên uy linh giáng cách, bảo tử tôn xuân vĩnh thọ trường, khẩn thiết chi thành chí tâm bái tạ hậu lệ lam nữ tổ tử tôn. Xuân tình
Bây giờ không khí đang rất là vui rồi đúng không ạ? Và để làm cho bầu không khí của dòng họ nhà chúng ta thật nhiều niềm vui và thấm tình đoàn kết gắn bó keo sơn mãi mãi, thì Tiểu Anh đề nghị tất cả quý vị, tất cả các cụ, ông, các bà, các cô, bác cùng toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng giơ cao cánh tay của mình lên hô lên một tiếng thật lớn để chúc mừng một đầu xuân năm mới. Chúc mừng cho tình đại đoàn kết của dòng tộc nhà ta được không ạ? Giơ cao cánh tay của mình lên quý vị ơi! Ai có rượu dùng rượu, có bia dùng bia. Mời quý vị nâng ly lên chúng ta cùng hô lên nào. Đã ủng hộ đồng gia tộc chúng tôi để làm nên thành công buổi lễ này, thì thay mặt hội đồng gia tộc xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn ba đội văn nghệ và bộ phận âm thanh ánh sáng, và xin trân trọng cảm ơn bộ tiểu ban hậu cần, các anh các chị đã dày công và làm nên những mâm cơm thịnh soạn. Thứ nhất là dâng lên tổ, thứ hai đó là để các cụ công, các bà cùng anh em con cháu trong dòng họ chúng ta cùng đồng tổ năm nay rất là đoàn kết không khí. Vậy thay mặt hội đồng gia tộc xin tất cả cảm ơn các tiểu ban và cá nhân. Thế và để từ sang năm để cho hội đồng gia tộc hoạt động có hiệu quả cao hơn nữa, thì kính mong và kính đề nghị quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em con cháu trong dòng họ chúng ta một lòng hướng về tướng tổ, để tiến tổ, để chúng ta cùng chung sức chung lòng với anh em chúng tôi trong hội đồng gia tộc để làm tốt nhiệm vụ trọng trách của dòng họ đối với tiến tổ. Thay mặt hội đồng gia tộc tôi xin trân trọng cảm ơn. Mà có mùa về cả sông sâu, người ta xin như trường bầu đông nhà. Người ta xin như trường bầu Oh.
vạc ngàn thu nhớ cô thấm tuyến xưa.